10 phẩm chất của các thành viên băng mũ rơm khiến các chị em rất yêu. Các cụ có câu, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Các bậc bề trên mà dạy thì chỉ chí lý thôi. Mỗi tội cách nào để có thì các cụ lại chưa đề cập đến. Với tư cách là thuyền trưởng của bằng tặc xăm soi, mình ngày quên ăn, đêm quên ngủ, lòng đau như cắt, nước mắt chảy thành sông. Căm là cái nạn ế liên tục đầy ải bản thân, và phần nhiều anh em chúng ta trong băng thì cũng như vậy. Và chính vì thế xăm soi đã thực hiện một chuyên đề nghiên cứu về những tính nết mà khiến chị em phải siêu lòng, với đối tượng là những bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tài hoa nghệ thuật và phụ nữ rất yêu. Cụ thể đó là băng mũ rơm. Từ đó thì làm ra video này để anh em chúng ta cùng tham khảo và nâng cấp bản thân lên cho oách xả quách hơn nha. Anh em nào hứng thú thì hãy dành ra 3 giây để lại một like, một subscribe và một chim sẻ cho sự hết mình này của anh em bằng tặc xăm soi nha. Ok, xong chưa nào? Bắt đầu chương trình ngày hôm nay thôi. 1. Luffy tự tin. Ở thế giới One Piece, nếu để chọn ra một nhân tố sở hữu bản năng hút gái nhất thì anh em sẽ chọn ai ta? Thôi khỏi nghĩ quá lâu nữa, vị trí này chỉ có thể dành cho khứa mũ rơm Monkey D. Luffy mà thôi. Trong hàng sa số những phẩm chất khiến chị em mê thì có lẽ sự tự tin của Luffy là đáng chú ý nhất rồi. Sự tự tin của Luffy nằm ở nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho đến cậu chiến đấu. Trước khi lâm trận, dù chưa biết đối thủ mạnh yếu ra sao nhưng Luffy thì vẫn tự tin mà tuyên bố kẻ chiến thắng sẽ là mình. Và khi gặp khó, cậu vẫn không từ bỏ sự tự tin ấy mà từ từ tìm cách giành lại lợi thế cho mình. Chúng ta cũng có thể thấy điều này trong cuộc chiến với Crocodile. Luffy đã thua 2 lần chạm trán đầu tiên, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chàng rơm có nhụt chí không? Dĩ nhiên là không rồi. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều để tìm ra cách khắc chế năng lực Logia Card để giành chiến thắng cuối cùng đấy. Hay sự tự tin còn biểu hiện rất rõ qua cái cách mà Luffy flexing ước mơ của mình trước mặt của người khác, kể cả đó thì có là hải tặc bình thường hay là những con quái vật như là Yonko. Bỏ qua các yếu tố như là sức mạnh hay là tính nết có phần dị đi, chính sự tự tin đến bất chấp đã tạo nên một vẻ đẹp cực đàn ông ở trong Luffy, khiến chị em mê mệt cho được. Anh em nào lấy sổ chép ngay vào để có thêm bài học về sự tự tin của Lù nhá. Lỡ sau này mà có gặp những cô em xinh tươi như là Nami, Shinhoshi hay là Vivi, hoặc là các chị đẹp cỡ Robin, Boa thì có mà xài đúng không nào. Chất lượng đã được cô Lù đóng dấu nên anh em cứ thế mà tiến triển nhá. Biết đâu lại có một cô vợ đúng gu thì sao nhờ. 2. Zoro bản lĩnh. Từ cổ chí kim, người ta luôn quan niệm đàn ông là những người mạnh mẽ, rắn giỏi, đặc biệt là phải có bản lĩnh, dám nói, dám làm, dù có khó khăn đến thế nào. Trong băng mũ rơm, yếu tố bản lĩnh thì ai cũng có, nhưng nếu để đặt chọn vào vị trí số 1 thì chỉ có thể là chàng trai thuộc phái tam kiếm Zoro Noa Zoro mà thôi. Bản lĩnh của khứa đầu rêu được thể hiện từ khi còn nhỏ, khi mà trên con đường rèn rũa kiếm pháp của mình, bất chấp thực lực của mình đã ngang trình một kiếm sĩ người lớn, Zoro thì vẫn lao vào rèn luyện điên rồ với mục tiêu gần là đánh bại Kuina, và lớn hơn nữa đó là trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Sau khi mà mục tiêu gần của mình ra đi, cậu xin nhận lấy thanh kiếm của người bạn quá cố để gánh vác lên ước mơ của cô ấy nữa. Và rồi khi trở thành, Zoro khi mà đối đầu với bất cứ một kẻ nào, không bao giờ xuất hiện một chút suy nghĩ hay là bỏ chạy gì cả. Đối thủ có thể cực kỳ mạnh mẽ, gây cho đầu rêu những thương tổn từ nhẹ đến nguy kịch đến tính mạng, nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa từng bộc lộ sự sợ hãi. Chính khí khái ấy thì đã khiến kẻ thù rén dần đều mà mất đi lợi thế mà chúng có rồi. Nếu cho anh em chọn một phân đoạn thể hiện bản lĩnh của Zoro thì anh em sẽ chọn như nào nhờ? Comment ngay câu trả lời bên dưới, cùng với đó là like và subscribe cho kênh nhé. Với xăm soi thì là cảnh anh chàng test năng lực của mình với những thanh kiếm. Từ thanh quỷ triệt đệ tam với màn tung kiếm kiểm vận đã đi vào huyền thoại, cho đến màn thu phục Enma, những phân cảnh đó đã khiến xăm soi trầm trồ trước bản lĩnh bất phàm của chàng Zoro. Trước một anh chàng kiểu mẫu đàn ông thế này, chị em nào mà không đổ cho được cơ chứ. Anh em cũng phải lưu ý rèn luyện tính bản lĩnh nữa nha. Không được chơi mấy cái trò mạo hiểm kiểu như là Zoro. Thay vào đó hãy tôi luyện qua cách sống, cách đương đầu với những khó khăn nhá. Tiếp theo là thứ 3, Sanji, tinh tế. Nếu nấu ăn là một loại hình nghệ thuật thì người đầu bếp chính là người nghệ sĩ. Mà đã là nghệ sĩ thì yếu tố tinh tế phải đặt lên hàng đầu rồi. Và còn ai trong băng mũ rơm hơn được anh ba Sanji nữa đây? Biểu hiện rõ nhất cho sự tinh tế của hoàng tử lông mày xoắn ở chỗ, thông qua các món ăn mà anh làm cho băng.
Không hiếm khi mà chúng ta thấy được sạn thiết kế những món ăn phù hợp với khẩu vị, hoàn cảnh, thậm chí cả tính nết của từng người. Những món ăn được tạo nên từ đôi bàn tay của Samji đều cho thấy gu thẩm mỹ siêu cấp VIP Pro của anh, cùng với những hương vị thì miễn chê luôn rồi. Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim chỉ có thể là qua đường ăn uống, và điều này thì quá là easy với Samji rồi. Sự tinh tế của anh còn được bộc lộ rõ qua cách ứng xử với phụ nữ. Trái với bộ mặt căng cực với được dựa, Samji thì luôn dành cho phái đẹp một sự trân trọng bất chấp bản thân mình bị thiệt thòi. Đỉnh cao trong cách ứng xử quý ông lịch thiệp của Samji là khi mà bị Khalifa đánh cho tan tác chim muông, anh vẫn nhất quyết không chịu dài chân. Đúng khổ thằng nhỏ mà, anh em nếu như mà có học được sự tinh tế của anh ba thì cũng nên học một cách chọn lọc nha. Nghiêm cấm sự biến thái và ship cách quá đà, hay là gái đâu thì cũng mê nha. Nhiều khi chúng ta phải cứng lên các bạn ạ. Ý tôi là về ý chí để chị em còn nể, chứ học theo cái xấu của ông thần tóc vàng này thì có mà khi tiền mất tật mang cũng nên đấy các bạn ạ. Thứ tư, Nami, đầu óc tài chính. Nếu có được 3 yếu tố về tự tin, bản lĩnh và sự tinh tế rồi thì xin chúc mừng anh em đã có được ấn tượng ban đầu với chị em rồi đấy. Nhưng để chứng minh bản thân là một đối tượng đi cùng họ về lâu về dài thì buộc anh em phải sâu được sức mạnh kinh tế. Và nếu như có nhu cầu tôi luyện một đầu óc tài chính thì anh em cũng có thể cân nhắc học lớp của cô giáo Nami. Sống trong điều kiện thiếu thốn vật chất từ nhỏ, sau này còn phải gánh khoản tiền là 100 triệu Belly để mua lại làng, đã tạo nên một Nami sành sỏi về mặt kiểm soát tiền bạc. Không hề đơn giản khi mà nàng hoa tiêu có thể điều tiết dòng tiền trong băng một cách trơn tru đến vậy, khi mà đối diện với cô là cả đống chi phí phải trả. Nguồn thu nhập chủ yếu của hải tặc là cướp phá từ làng mạc cho đến tàu bè, nhưng mà có thể thấy rằng hội mũ rơm cũng không hề làm như vậy nhá. Chúng ta chỉ thấy họ có 2 lần thu được mỏ kho báu khổng lồ, đó là ở đảo trên trời và tại Thủy Đô Bắc mà thôi. Nguồn tiền hạn hẹp lại thêm những ông thần trong băng chuyên đòi hỏi cao, lại còn hay vui chơi quá lố, đặc biệt là cái thằng thuyền trưởng, đã buộc Nami mới phải dùng đến các chiêu trò kiếm lợi nhuận khác, đặc biệt là cho vay nặng lãi. Đối tượng bị Nami chi phối nhiều nhất đó là anh đầu rêu với mức lãi lên đến 300%, và đó thì khiến Zoro phải nghe theo những yêu cầu của miêu nữ, dù cũng hậm hực lắm. Và bên cạnh đó thì Nami còn là một bà trùm trong việc trả giá và mặc cả nhá. Mỗi khi Nami đi mua sắm ở đâu là y như rằng chủ shop đó thì cứ khóc ròng trước cô thôi. Với chủ trương bán thì bán, không bán thì đi, mỹ nhân băng mũ rơm luôn kiếm được những món đồ mình cần với mức giá siêu hời. Hay là trong lần đi bán vàng tại ngân hàng ở Water 7 ấy, chỉ bằng cái liếc nhìn thái độ của ông chủ là cô đọc vị ngay rằng mình đang bị bịp, để rồi dồn ép đối phương buộc phải trả giá với mức cao nhất. Bỏ qua yếu tố ma lanh, trộm cắp thì Nami xứng đáng là một bậc thầy về đầu óc kinh tế. Anh em nên chép ngay vào để còn kiểm soát chi tiêu, tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc nha. Thứ năm, Usopp, giỏi nói chuyện. Usopp là một nhân vật được coi là có vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng mà cu cậu lại khiến cho một thiên kim đại tiểu thư cảm mến đến độ sẵn sàng chờ đợi ngày mà cậu trở về. Sau khi mà phỏng vấn trực tiếp đấng thì mình được truyền thụ một bí kíp khiến chị em hứng thú muốn gặp lại bạn thêm nhiều lần nữa, đó là kỹ năng nói chuyện. Đấy, ngoài kỹ năng bắn súng cao su điệu nghệ ra thì Usopp cũng không có mấy cái thứ nổi bật để chị em có thể chấm cả. Thậm chí cái nét thích khoa trương và nhát gan thì còn để lại ấn tượng xấu ấy. Nhưng một khi mà đã nói chuyện và bắt được sóng với chàng mũi dài thì thôi, khó dứt lắm các bạn ạ. Usopp thì có một đầu óc tưởng tượng cực kỳ phong phú, cộng thêm cách kể chuyện dí dỏm khiến những người nghe bị cuốn hút, mặc dù họ biết rằng tất cả chỉ là chém gió thôi. Những câu chuyện tưởng như là vô tri ấy của Usopp thì mang tính chữa lành rất cao nhá. Cậu thì luôn nói về những sự viển vông nằm ngoài sức tưởng tượng của người đối diện, không quên dắt thêm một chút hài hước nữa, giúp đầu óc của người khác như được thư giãn mà quên đi mất mệt mỏi hay là bệnh tật. Nếu anh em không tin thì chúng ta cũng có thể chứng thực với tiểu thư Kaya nhá. Cô gái đã bị hút hồn bởi cách giao tiếp đó của Usopp, để rồi tâm trạng của cô đã được chữa lành bởi nó đấy. Làm sao chị em có thể chê được một anh chàng hoạt ngôn, vui tính, lại còn biết cách sẻ chia quan tâm nữa cơ chứ? Có chị em nào ở đây thích các anh chàng giỏi nói chuyện không nhỉ? Hãy để lại comment bên dưới để cho chúng mình biết rồi nha. Và cũng đừng quên like cho video ngày hôm nay nếu đúng thực đây là những yếu tố khiến các bậc nữ nhi yêu thích từ cánh đàn ông đấy nha. Số 6 đó là Chopper, đáng yêu. Các cụ có dạy rằng con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Tuy nhiên thì ở thời đại bây giờ thì sở hữu một vẻ ngoài ổn áp sẽ khiến cho anh em có thêm điểm với các chị em đấy.
Đẹp trai thì tùy gu mỗi người thôi, nhưng mà cái sự cute phô mai que thì ai cũng mê, cỡ như chú Tuần Lộc Xanh Tony Chopper chẳng hạn này. Sở hữu giao diện khiến cho bất cứ ai cũng cưng, Chopper thì luôn là nhân tố bị người khác cưng nựng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. À, trừ cái thằng thuyền trưởng ra nhá. Còn nhớ trong cuộc chiến Davi Backfire, sau khi mà chiến thắng game đầu trước băng mũ rơm, thay vì cướp lấy những đối thủ mạnh như là Zoro, Sanji hay Luffy, vẻ đẹp dạng người siêu chói lóa như là Nami hay Robin, tên Fushi lại giành lấy Chopper. Bên cạnh việc cu cậu là thành viên ở trong trận chiến thứ hai, tên cáo già này đã chết mê cái vẻ ngoài đáng yêu, bộ lông mềm mượt, đã thế còn là thuyền y của Chopper nữa. Đến mình nếu được chọn thì mình cũng cùng quan điểm ấy chứ. Với sự cute phô mai que không lối thoát ấy, Chopper đã in sâu một ấn tượng khó phai với các chị em băng mũ rơm. Bất cứ ai mà phá hỏng hình tượng đó coi chừng là nhận hậu quả nhãn lồng ngay đấy. Trong lần bị tráo đổi linh hồn, Frankie thì đã có cơ hội thử cảm giác được làm Chopper một lần. Khổ cái ông thần Cyborg thì cứ thích bộc lộ những cảm xúc ố rể quá đà ấy, khiến chị đẹp Robin khó chịu mà yêu cầu nếu như mà còn làm cái trò con bò ấy trong xác của chú Tuần Lộc Thuyền Y thì coi chừng quả táo nhãn lồng đấy. Và từ đây thì chúng ta cũng tự hiểu rằng vẻ dễ thương của Chopper được hai đàn chị bảo vệ thế nào. Vẻ ngoài đáng yêu thì có vẻ là khó phết, nhưng việc tạo ra một tính nét dễ thương chắc là cũng không khó đâu nha. Dĩ nhiên anh em cũng có thể không làm mấy cái việc vô tri kiểu như là Chopper, nhưng mà hãy học cái cách mà biết quan tâm người khác này, yêu thương, trân trọng và biết ơn với những người mà đã đối xử tốt với mình nhá. Đó thì chính là sự đáng yêu mà anh em chúng ta có thể học hỏi được từ cu mũi xanh đấy. Còn vẻ đáng yêu thì có lại càng tốt anh em nhá. Số 7. Robin, ham học hỏi. Điều khiến cho băng mũ rơm có được sự khác biệt đối với những bằng tặc khác không chỉ đến từ việc đều có những nhân tố xuất sắc bậc nhất trong từng lĩnh vực đảm nhiệm, mà còn đến từ sự xuất hiện của Nico Robin, nhân tố đọc hiểu được những văn tự cổ đại. Để có được năng lực hiếm có khó tìm ấy, ngoài yếu tố thiên phú ra thì chị Đại còn là một người siêu ham học hỏi đấy. Nhiều anh em sẽ thấy cấn cấn ở đây, bởi hiếm có ai mê một ông thần đầu to mắt cận, đã thế lại còn mọt sách nữa được không nào. Nhưng tầm này nó khác rồi. Vẻ đẹp tri thức là vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu. Anh em cứ thử một lần phô ra skill học được từ trong sách vở ra ngoài thực tế kiểu như là Robin xem. Chị em chả ấn tượng quá ấy chứ. Thực tế thì Robin không chỉ học hỏi từ trong sách vở khô khan đâu. Vốn là đối tượng bị truy nã gắt gao bậc nhất ở trên thế giới, chị Đại đã băng qua không biết bao nhiêu là cơ quan tổ chức hay là băng hải tặc chỉ để giữ cho bản thân không bị xa lưới thôi. Ở đời người ta gọi đó là từng trải ấy. Một con người đã vượt qua sóng gió cuộc đời, dày dặn kinh nghiệm luôn khiến người khác phải kính nể. Với họ thì những việc khó khăn chỉ là nhất thời, bởi họ vốn đã có trong tay đủ kiến thức để vượt qua rồi. Mà muốn có được kiến thức đó thì phải học thôi nào. Học từ sách vở này, cho đến thực tế này. Anh em nào mà chưa biết sức mạnh của tri thức và kinh nghiệm thì nhanh chóng là bổ sung đi nhá. Một khi mà có được những thứ đó, anh em sẽ có nhiều điều để nói chuyện trước mặt chị em hơn. Mà một khi mà đã dễ nói chuyện thì cánh cửa thoát kiếp FA là rộng mở rồi đấy nhá. Nếu đồng tình với mình thì hãy để lại một like cho sự chuẩn bị và một subscribe để khỏi phải sửa nhá. Thanh anh em rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với vị trí số 8, đó là Frankie, sáng tạo. Dù có được kiến thức qua quá trình ham học hỏi rồi để đưa nó vào thực tế, anh em cần có sự sáng tạo để biến tấu những thứ ấy thành hiện vật nữa. Phẩm chất ấy thì chắc chắn chàng thợ đóng tàu Frankie thì có thừa rồi. Sau khi được bố mẹ tống tiễn vì cái tội quá ngỗ nghịch, Frankie lúc bấy giờ thì được chủ tịch hãng tàu là Tom Walker nhận làm đệ tử, được truy rèn kỹ năng từ thợ đóng tàu vĩ đại nhất ở trên thế giới, chiến thần quần bơi đã không ngừng sáng tạo và cho ra series tàu chiến Battle Frankie. Thậm chí sản phẩm của dòng này còn kéo dài đến tận bây giờ với tướng quân Frankie, nhãn hiệu BF-38. Frankie thì cũng không chỉ có trí tuệ của một kỹ sư xuất chúng mà anh thì còn có kỹ năng của một người thợ giỏi nữa. Nhờ đó thì đã tối đa hóa được sự sáng tạo của bản thân. Nhiều người có đầu đỉnh cao nhưng mà chỉ biết trình bày trên giấy nhưng thiếu đi sự thực tế đưa ra sản phẩm phù hợp. Nhưng Frankie thì hoàn toàn khác nha. Những gì anh đưa trên bản thiết kế đều mang tính hữu ích cực cao, cho thấy tài năng xuất chúng của bản thân rồi. Anh em sẽ đặt ra câu hỏi rằng với một đầu óc của sáng tạo của kỹ sư thì có ích gì cho công cuộc thoát kiếp FA đây cơ chứ? Nếu anh em đã nhiệt tình truy hỏi thì xăm soi cũng không ngại trả lời anh em đâu. Hãy cởi bỏ cái suy nghĩ trói buộc hai chữ sáng tạo trước nha. Anh em nghĩ sao nếu như mà mỗi ngày cho các cô gái của mình có những cái điều mới mẻ, nâng cấp không ngừng để khiến chị em vui mừng như cái cách mà Frankie nâng cấp những chiến thuyền Battle Frankie của mình nhờ.
Thay vì những lời nói suông như là bản vẽ kỹ thuật thì anh em dấn thân vào thực hiện như cái cách mà chàng Shaiberg đóng lên những chuyến thuyền của mình ấy. Tôi thử hỏi anh em và cả chị em nhá, đó thì không phải là một thứ thật là lãng mạn hay sao, đúng không? Số 9 là Brook, suy nghĩ tích cực. Khi mà nhắc đến Brook thì anh em nghĩ đến điều gì nhỉ? Một nhạc sĩ tài hoa với kỹ thuật chơi các nhạc cụ điêu luyện, hay là một tên biến thái ghê thói là ngó đổ lót phụ nữ? Ây da, một gã biến thái cơ à? Thế này thì chị em có mà bật chế độ xanh lá chết thôi. Nhưng chúng ta cũng đang tìm hiểu những điều tốt đẹp mà. Xét theo khía cạnh ấy thì mình nghĩ rằng Brook là một quý ông với những suy nghĩ tích cực, xứng đáng để anh em chúng ta học hỏi đấy. Cuộc đời của cụ bước sang trang mới sau khi mà ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi. Năng lực của trái ác quỷ này chỉ hiệu nghiệm khi mà chủ nhân của nó hẹo mà thôi. Suốt thời gian kể từ ngày ăn cho đến lúc ra đi lần đầu ấy, Brook luôn phải kiên cường trước nước biển như bao người ăn trái ác quỷ khác mà cũng không rõ rằng bản thân có thực sự là sở hữu sức mạnh hay không. Nếu là người khác thì có lẽ đã không dám ra khơi rồi, nhưng Brook thì lại làm ngược lại nhá. Đỉnh cao của lối tư duy tích cực của Brook là việc chờ đợi một phép màu trên con tàu vô hướng suốt hàng chục năm. Nếu anh em rơi vào tình thế cô độc giữa mênh mông sóng nước, lại phải gánh trên vai lời hẹn ước của các đồng đội thì anh em sẽ làm gì nhỉ? Mình tin rằng cũng sẽ có những ý định tiêu cực xuất hiện, cụ thể thế nào thì mình cũng không dám nói nhá. Brook thì cũng vậy, ông thì cũng đã có những lúc yếu lòng, nhưng rồi thì người nghệ sĩ ấy vẫn vượt qua bằng sự tích cực của bản thân mình, với mục tiêu là những người đồng đội ở mãi xa ấy. Mình biết rằng cuộc sống hiện tại cũng đang rất khó khăn và rất nhiều thử thách khiến con người ta rơi vào trạng thái tiêu cực, và cũng không thể nào bắt các bạn một chốc để thay đổi sang tích cực được. Thay vào đó, anh em hãy thử như là Brook xem, suy nghĩ về những mục tiêu của mình hướng tới để lấy thêm động lực, hoặc là mở bài Bing Sake lên rồi ngân nga hát. Biết đâu sự tích cực lại đến thôi. Một khi mà đã là một người luôn tích cực thì mình tin rằng chị em phụ nữ sẽ rất u mê cho mà xem. Ai mà chả mê được một người vui vẻ, lạc quen cơ chứ. Số 10, Jinbei, trách nhiệm. Phẩm chất cuối cùng mà mình muốn đề cập đến sẽ xuất phát từ chiến binh của biển cả Jinbei, đó là tinh thần trách nhiệm. Năm ấy khi mà A vẫn còn là siêu tân binh đến xét kèo với tứ hoàng dâu trắng, mình Jinbei đã ra tay ngăn chặn. Hai người đã đại chiến suốt 5 ngày đêm đến độ sau đó họ đều gục ngã. Lý do khiến cho ông cá béo phải nhọc lòng như vậy đến từ ân nghĩa mà dâu trắng đã ban cho đảo người cá. Quá khứ đau thương của dân tộc đã được người đàn ông ấy chấm dứt. Tuy nhiên thì Jinbei không thực sự phải là người có trách nhiệm đền đáp, nhưng ông thì vẫn ra sức vì bố già, bất kể là lên núi đao, xuống chảo dầu. Ngoài ra Jinbei thì còn cực kỳ uy tín với lời hứa của mình nữa. Sau cuộc chiến với băng Bích Mâm tại đảo Bánh, Jinbei đã hứa sẽ gia nhập băng Mũ Rơm bằng bất cứ mốt giá nào. Và rồi khi mà chuẩn bị khai chiến tại Onikeshima, đến hồi căng thẳng, ông cá béo đã đến và giữ lời hứa gia nhập làm lính dưới trướng của Luffy. Lý do buộc Jinbei phải trì hoãn việc gia nhập băng Mũ Rơm thì cũng đến từ trách nhiệm của ông thôi. Jinbei không thể rời đi mà để anh em băng mặt trời phải hy sinh vì mình nên mới quay xe trở lại để góp sức. Trách nhiệm là phẩm chất cơ bản mà một người đàn ông phải có, không chỉ đối với người thân của mình mà còn với công việc và các mối quan hệ mật thiết. Một khi mà anh em chúng ta đã chứng minh được tố chất trách nhiệm của mình thì cũng không bao giờ phải lo về việc không bạn nữ nào là nâng khăn sửa túi cho cả nhá. Anh em cứ tin tưởng xăm soi đi, xăm soi uy tín mà, đúng không? Và trên đây là những phẩm chất mà các thành viên băng Mũ Rơm sở hữu mà mình đã chọn lọc được để đem ra gợi ý cho anh em rèn luyện vì một tương lai thoát ế bền vững nha. Anh em nghĩ sao về video này của chúng ta ngày hôm nay? Nếu thấy nó bổ ích thì đừng ngại để cho băng xăm soi một like và một subscribe. Còn thấy lấn cấn ở đâu thì góp ý nhẹ nhàng ở phần comment nhá. Sau đây là góc comment nào. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Nhân Thiện 3944. Anh ơi, cú đấm chấn động của bố già thì có mạnh hơn cú đấm của Sengoku lúc hóa Phật không ạ? Cái này thì cũng rất khó để trả lời, nhưng mà nếu được chọn thì anh cũng sẽ theo phía của bố già hơn nhá. Câu hỏi của bạn Hương Giang Nguyễn Thị 6081. Thuyền trưởng ơi, cho Giang hỏi là trái Mera thức tỉnh thì có ăn lại mắc ma không anh? Bình luận lần 3. Thật ra thì rất khó, cơ bản nó thì đã chênh lệch đẳng cấp rồi, khắc chế một cách tự nhiên rồi, nên thức tỉnh thì cũng có thể chỉ giúp khá hơn một chút xíu mà thôi nhá. Và cuối cùng là câu hỏi của bạn Anh Khoa. Em xin rời băng xăm soi, em xem anh 2 năm mà không được lên TV một lần. Anh cũng comment trả lời rồi nha. Giờ thì anh Khoa cũng đã được lên TV rồi. Xin cảm ơn em đã ủng hộ nhiệt tình cho băng xăm soi nhá.